Trời đất quỷ thần ơi, cái xe 135 mà mình tưởng cái xe đi cày không anh em ơi. Khách giao cho mình nếu cái xe không có dàn áo, không có gì hết trơn á. Bây giờ kêu mình úp 135 ok la luôn. Bây giờ mình vào việc mình tiến hành rửa gáy cho sạch sẽ. Điều đầu tiên mình cần phải làm đó anh em ơi, trước khi mình dọn cái xe á, mình phải rửa gáy cho sạch sẽ hết rồi mình mới dọn nha anh em. Sạch sẽ thơm lo rồi, bây giờ mình xỏng đồ ra nha. Đó, full áo là sơi nè, lưu trá, đồng hồ, đồ xi nhanh, đồ các kiểu cũng là đều luôn anh em. Lên bao tay đồ đầy đủ hết trơn. Video xe này là mình quay cũng gọn luôn á, chứ cái xe này dọn là cả tuần rồi. Anh em biết tại sao không? Lâu vậy không? Đó, tại vì mình sơn anh em ơi. Phải gửi đồ sơn dàn chân hết cho nó mới rồi mình mới gắp được nha. Đồ sơn thì lâu đợi 2-3 ngày mới xong, còn cái gắp với xe này hả, nửa ngày là xong xuôi hết trơn luôn. Tiệm mình xe thì ít chứ lính thì đông lắm anh em ơi, 4-5 người là mỗi người mỗi việc. Bởi vì anh em tới gắp bánh căm hả, trời ơi 1-2 tiếng là xong xuôi hết. Đây là quá trình đang hoàn thiện cái xe này, khúc này là chắc cũng được 60% rồi anh em ơi. Đó, gắp bánh sau rồi thêm dàn áo trước rất là lụm lúa rồi, mà cái xe này để lâu quá nổ nó không được anh em. Chiếc này chắc chủ xe mới vô khúc bên Ego cái vợ chuột về nè anh em ơi, đem ra dọn úp lờ sơi luôn hết 12 chai máy ấy. Quá là đã luôn anh em ơi. Dọn cái xe cho anh khách xong mà nhìn thấy ghiền luôn á, muốn mua chiếc gạch 135 nhưng nghĩ lại thôi không có tiền nên thôi. Thôi bye anh em nha.